các nghiên cứu cho thấy biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 50% so với biến thể Alpha, trong khi Alpha vốn đã có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% so với chủng gốc được tìm thấy ở Vũ Hán, Trung Quốc. Thời gian ủ bệnh với biến thể Delta thì ngắn hơn, khoảng từ 2 đến 4 ngày so với các biến thể khác là 5 đến 7 ngày. Biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh hơn và thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Trong 4 biến thể đáng quan ngại thì tốc độ lây lan của Delta là nhanh nhất. Do đó, trong thời gian ngắn, nó sẽ trở thành biến thể chiếm ưu thế trong việc lây lan. Giới chuyên gia y tế Ấn Độ thì cho rằng Delta có đột biến ở trong protein gai, giúp nó dính chắc hơn vào các enzyme ACE2 thụ thể tồn tại trên bề mặt các tế bào. Điều này cho phép biến thể Delta lây lan nhanh hơn và có khả năng né tránh miễn dịch của cơ thể. Không chỉ Delta, các khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến thể đáng quan ngại gồm Alpha, Beta, Gamma cũng đang tiếp tục được mở rộng. WHO đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ lây lan trên toàn cầu của cả 4 loại biến thể này, trong đó Alpha đã được phát hiện ở 180 quốc gia, Delta tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, Beta ở 130 quốc gia và Gamma tại 78 quốc gia. Tuy nhiên, WHO cảnh báo thế giới có thể sớm chứng kiến sự gia tăng của các biến thể virus SARS-CoV-2 dễ lây lan và nguy hiểm hơn so với biến thể Delta hiện nay.